các phương tiện không người lái đang thể hiện một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài suốt 16 tháng qua. Sau thành công của máy bay không người lái trên chiến trường, các phương tiện mặt đất không người lái cũng nhận được nhiều sự chú ý. Giới quan sát cho rằng, các phương tiện không người lái dưới mặt đất có thể dẫn đến một cuộc cạnh tranh tiếp theo về công nghệ trên chiến trường. EF Hernatok, một kỹ sư Ukraine 22 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực này cho biết. Anh đã cung cấp hàng chục phương tiện hoạt động trên mặt đất, được vận hành từ xa cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Nếu chúng tôi có những phương tiện không người lái trên mặt đất ngay từ đầu cuộc xung đột, Nga sẽ gặp khó khăn trên mọi nẻo đường. Chúng sẽ xông ra từ các hàng cây hay bãi cỏ và tiêu diệt cả đoàn xe của họ. Video do các kỹ sư Ukraine đăng tải cho thấy, cỗ máy nhỏ màu xanh lá cây có bánh xe mang theo mìn đã di chuyển qua bãi cỏ. Nếu họ phát hiện ra nó ở khoảng cách gần như vậy, thì họ, tức phía Nga, sẽ không có thời gian để cầu nguyện. Hơn Na Tốc nói. Khi ngày càng có nhiều công nghệ mới được thử nghiệm trên chiến trường, các thị sư Ukraine hy vọng việc sử dụng những phương tiện mặt đất không người lái mang theo vũ khí và chất nổi như vậy sẽ làm thay đổi cán cân của xung đột và mang lại lợi thế cho Ukraine. Các phương tiện mặt đất không người lái của EF Hen NATO có kích thước và khả năng khác nhau. Những chiếc nhỏ hơn có thể mang theo mìn chống tăng hoặc súng máy, hoạt động cách xa nơi vận hành khoảng 10 km. Hiện đơn vị của Anh đang nghiên cứu phát triển phương tiện lớn hơn, có khả năng mang một khẩu pháo 20 ly hoặc vận chuyển đạn pháo cho thủ. Hernatov cho biết, mục tiêu của họ là sử dụng máy móc thay thế cho các binh sĩ để bảo vệ tính mạng của con người. Một trong những thách thức chính đối với cuộc phản công đầy tham vọng trong mùa hè của Ukraine là mạng lưới mìn chống bộ binh và chống tăng dày đặc do quân đội Nga giải. Trong trường hợp này, UGV có thể thay thế binh sĩ thăm dò, thậm chí giả phá trận địa của Nga. Lợi thế của UGV là chi phí khá thấp. Tuy nhiên, các kỹ sư cho biết họ phải đối mặt với vấn đề liên quan đến việc thiếu hụt linh kiện hoặc phụ tùng.